cái con to như thế mà con sút trúng cột được mẹ. Quả đấy mà con đá con nhắm mắt sút cũng vào. Thế cơ. Con nói thật với mẹ chứ, bóng đá là một cái game mà nó mang tính chiến thuật rất là cao. Thế cơ. Thế nên là phải dùng cái đầu này này. Dùng cái đầu à? Dùng cái đầu đúng không? Ui giời ơi, vâng. Mẹ cứ thử con đi. Được đấy. Cái đầu. A few moments later. Mọi người ơi, hãy cổ vũ cho chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Ôi kìa. Ôi. Ơ, con đi đâu đấy? Dạ, con đau bụng quá mẹ ạ. A few moments later. Ôi, sao Việt Nam nó thắng 2-0 rồi mẹ? Ừ, nãy Quang Hải làm hẳn cú đúp luôn. Cái bàn đầu tiên ấy là dê xong rồi đảo chân qua hết cả hàng hậu vệ bên họ luôn. Còn cái bàn thứ hai nhá, đá phạt ở khoảng cách khoảng 20m xong rồi sút kiểu lá vàng rơi ấy con. Sút vào đúng góc chữ A luôn. Ui, siêu phẩm. Ui, chắc con lại phải đi hái hoa tiếp đấy. Con đang xem trận gì đấy? Trận này trận Đức với cả Nhật Bản. Thế Việt Nam sắp đá chưa? Nhưng mà đây là World Cup mà mẹ. Làm sao mà Việt Nam lại đá World Cup được? Vô lý. Thế để mẹ nói cho mày nghe nhá. Thế World Cup là gì? World nghĩa là thế giới đúng không? Thế Cup là gì? Cup là cúp. Thế World Cup là gì? World Cup là cúp thế giới. Thế Việt Nam có nằm ở thế giới không? Thế chẳng lẽ Việt Nam là cúp vũ trụ à? Đúng không? Mà chưa kể nhá, đội tuyển bóng đá Việt Nam á mạnh lắm. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Đá như thế thì bảo sao thua, thủ môn với hậu vệ thì đá như mơ ngủ, tiền đạo thì bỏ lỡ đi cả trăm cơ hội. Đội tuyển như kiểu đang ngủ quên trên chiến thắng ấy, con nghĩ là người ta dùng hết cả may mắn của mình rồi. Con có biết là vì sao người ta lại thích bóng đá Brazil không? Dạ, là bởi vì họ đá bóng đẹp mắt ạ. Phải, nhưng chưa đủ. Thế còn là vì gì nữa ạ? Đó chính là nhiệt huyết, là lửa mà các cầu thủ trên sân lan tỏa ra khắp các khán đài. Nhưng mà như thế thì liên quan gì đến việc Việt Nam thua ạ? Nếu không được tiếp lửa, thì con nghĩ liệu ngọn lửa ấy có tiếp tục cháy được không? Nếu mà để nói về trình độ hay là về kỹ thuật ấy thì đội tuyển Việt Nam không thể nào so sánh với đội tuyển Brazil được. Nhưng mà về ngọn lửa nhiệt huyết ấy thì đội tuyển Việt Nam hay là tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam không hề kém cạnh bất kỳ một đội tuyển nào, con có biết không? Mẹ nói chí phải. Mẹ đang nói mày đấy. Con làm sao ạ? Chính là vì những lời nói cay nghiệt rồi lên mạng bình luận tiêu cực về thực lực của đội bóng, rồi nào là kéo người khác xuống. Mày có biết những điều như thế đã làm nguội lạnh ngọn lửa đấy không? Dạ. Và để dạy mày trở thành một fan chân chính của đội tuyển, thứ nhất, hãy đặt niềm tin ở đội tuyển. Thứ hai, phải học cách chấp nhận kết quả. Cho dù là thắng hay thua, mày phải luôn luôn đặt niềm tin vào đội tuyển. Thứ ba, đừng quên tham gia challenge Việt Nam vô địch, ủng hộ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong mùa thi đấu sắp tới và có cơ hội nhận ngay chiếc điện thoại Vivo i19. Cái này là quan trọng nhất này.